Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của chương trình là nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề, nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề Việt Nam, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, xây dựng các khu dân cư, làng văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn bền vững. Chương trình đặt mục tiêu phần đầu đến năm 2030 khôi phục bảo tồn được ít nhất 129 nghề truyền thống và 208 làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một thất truyền, công nhận mới 213 nghề và 96 làng nghề truyền thống, phát triển khoảng 301 làng nghề gắn với du lịch, trên 80% làng nghề và làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả.